Mỗi tuần, chúng tôi đều có một cuộc trò chuyện với các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến để hiểu con đường nào đã đưa họ tới thành công và làm thế nào họ có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt nam ca sĩ rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đầy ưu thế khi hát những bản tình ca. Với những ai yêu nhạc trẻ vào cuối thập niên 1990, tiếng hát của anh sẽ càng thân thuộc hơn qua những tình khúc đã làm nên cả một giai đoạn âm nhạc như là Nỗi nhớ dịu êm, Gót hồng, Hoa tím ngày xưa. Anh là ca sĩ Lam Trường. Xoay giữa khung trời đầy sắc hương sâu nghi dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xoay theo lời hát cùng bước em rồi cháy lên rạng ngời. Xin chào quý vị khán giả của Sắc Màu Sài Gòn. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với nam ca sĩ Lam Trường. Chào Mạnh Duy, Lam Trường xin gửi lời chào tới khán giả của chương trình Sắc Màu Sài Gòn. Anh Lam Trường thân mến, đã lâu lắm rồi mới được gặp anh xuất hiện trên truyền hình như vậy, thì tại sao anh lại không có xuất hiện thường trước công chúng trong khoảng thời gian này hả anh? Thật ra thì Mạnh Duy hỏi thì Trường cũng không biết nói như thế nào. Đúng ra thì Trường cũng xuất hiện trong những cái chương trình quan trọng mà Trường muốn có tham gia, nhưng mà bởi vì cái khoảng thời gian mà Trường đi lưu diễn trong và ngoài nước cũng khá nhiều, cho nên là có lẽ một khoảng thời gian thì các bạn không thấy Trường. Nhưng mà nếu thực sự Trường nghĩ các bạn quan tâm tới công việc của Trường nhiều chút xíu thì thấy rằng Trường cũng có xuất hiện trên các báo chí và các những cái hoạt động của mình. TV thì truyền hình thì vừa qua thì cũng hơi ít chút xíu, nhưng mà có lẽ là trong năm mới này thì Trường sẽ có nhiều những cái dự án để mà có nhiều cơ hội để gặp gỡ khán giả của mình trên truyền hình nhiều hơn. Dạ chắc chắn thì là khán giả cũng rất hy vọng là như vậy rồi, nhưng mà em cảm thấy là hình như sau gần mười mấy năm gặp lại thì anh cũng vẫn như vậy, vẫn rất là trẻ trung, rất là trẻ trung. Mà thường thường bây giờ em cảm thấy là hình như những ngôi sao sáng mà thời kỳ đỉnh cao đã một thời gian rồi á, thì họ làm có một cái phong cách gì đó nó hơi bụi bặm một chút xíu và hơi chững lại, nhưng anh thì vẫn lúc nào cũng trẻ trung, là như thế nào? Cái đó thì thực sự ra nó gắn liền với lại cái tính cách của mỗi con người. Đối với Trường thì Trường lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng thích đùa giỡn với lại bạn bè, với những người thân, hay là nói chung là do cái bản tính trẻ trung của mình cho nên vẫn giữ được cái nét trẻ trung đó. Bên cạnh đó thì cái trường công việc của Trường vốn dĩ thì nó cũng có nhiều cái áp lực và những cái khó khăn, thì Trường không muốn lại tiếp tục đem lôi kéo những cái khó khăn, những cái áp lực từ trong công việc ra ngoài đời thường của mình. Trường muốn lấy lại cái quân bình, cái đời sống của mình bằng cách là Trường sẽ sống vui vẻ với lại mọi người, với bạn bè, với đồng nghiệp. Thì có như thế thì công việc Trường cảm thấy là nó mới trôi chảy và nó suôn sẻ được. Anh hình như là không có gì khác hơn với ngày xưa em gặp, là anh vẫn nói chuyện rất là nhanh, rất là hồ hởi, rất là vui tươi, và ngôn ngữ cũng rất là dễ hiểu và bình dân. Như thế thì anh có thể cho em biết được rằng có cái sự thay đổi nào trong con người của anh mà anh cảm nhận là lớn nhất hay không? Em thấy anh vẫn không thay đổi gì hết. Có những cái thay đổi mà có thể không phải lúc nào người ngoài cũng thể nhìn nhận ra những cái thay đổi bên trong của mình. Thì thật sự là trong suốt thời gian qua ca hát thì cuộc đời Trường thì cũng trải qua nhiều chuyện, những cái niềm vui, những cái nỗi buồn trong công việc, trong cuộc sống cũng có, và những điều đó ít nhiều nó cũng làm cho cái tính cách của mình nó có một cái gì đó, nó cái cách nhìn của mình về cuộc sống nó thay đổi hơn so với trước đây. Cho nên thật ra thì những cái, vì cái gì mà bạn bè hay là mọi người xung quanh thấy Trường vui vẻ bề ngoài thì đó là những cái Trường cũng thực sự là trong lòng Trường vui, nhưng mà có những cái nỗi buồn thì Trường thực sự cũng không muốn chia sẻ với mọi người nhiều lắm, tại vì chỉ Trường muốn là đem tạo cho mọi người cái cảm giác thoải mái thôi. Đương nhiên là có những lúc Trường buồn thì Trường thích ngồi tự một mình rồi suy gẫm, hay là mình nói chuyện với gia đình, với người thân, với những người mà mình cảm thấy rằng họ có thể chia sẻ với mình được những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Còn nó ảnh hưởng như thế nào đối với âm nhạc của anh? Về âm nhạc thì dù buồn gì đó thì đối với Trường cái tình yêu, cái niềm đam mê dành cho âm nhạc không bao giờ thay đổi, tại vì âm nhạc nó đòi hỏi sự bay bổng, đòi hỏi sự tưởng tượng trong đầu. Mỗi khi thể hiện một ca khúc nào đó mà Trường nghĩ cái điều đó không phải riêng một người ca sĩ, mà ngay cả khán giả khi họ nghe một bài hát thì họ cũng bay bổng theo bài hát đó, huống chi mình là người trực tiếp hát cái bài hát đó. Cho nên là cho dù cuộc sống Trường nó như thế nào đi nữa thì âm nhạc vẫn không ngừng, và Trường tiếp tục hát với những đam mê của mình bằng tất cả những cái cảm xúc mình có được. Nếu mà bài đó buồn á thì tất nhiên mình sẽ
mình giống như là mình sẽ dựa theo những cái cảm xúc đó để mình truyền tải cái nội dung. Những cái bài vui thì Trường cũng sẽ hát theo một cái phong cách rất là trẻ trung. Còn một con đường mang tên là tình yêu, khi tôi bước một mình đêm những nỗi cô đơn, đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng hạt mưa bay, đêm đầy từ tiên nắng sớm mai đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu, một ngày khi em đến dành bước đi cùng tôi, có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu. Nhưng mà anh ơi, công việc của anh bên cạnh việc ca hát thì Mạnh Duy còn biết là anh còn kinh doanh nữa, và hình như là Lam Trường cũng đã, công chúng cũng đã biết nhiều Lam Trường là một nhà kinh doanh cũng rất tài năng, thì không biết bây giờ công việc kinh doanh đó anh nói như thế nào hả ta? Nói về tài năng thì Trường cũng không dám nhận mình là một người kinh doanh giỏi. Nói đúng hơn là thì Trường là cái người bày têu nhiều thứ hơn, có nghĩa là mình bày trò cho tạo ra những cái công việc để rồi mọi người cùng làm. Chứ nếu mà nói về quản lý công việc kinh doanh thì thật sự là thời gian không cho phép, tại vì đi ca hát thì hầu như là nắm hết thời gian, chiếm hết thời gian của Trường. Cho nên là cái chuyện mà làm kinh doanh đó thì thật sự ra mà nói vẫn phải có nhờ rất nhiều những cái nhân tố khác để giúp đỡ cho mình, để quản lý cái nhà hàng nó tốt hơn. Các đối tượng sinh viên hay là nhân viên trong văn phòng, hoặc là đối tượng rộng hơn là cả gia đình, thì vẫn thích cái mô hình của Trường, đó là cái dạng nhà hàng fast food, bán thức ăn nhanh về fish and chips. Thì nhà hàng này Trường bán fish and chips, có nghĩa là mình bán những cái món về hải sản nhiều, thức ăn nhanh. Nó cũng giống như là KFC, nhưng cái điều là KFC chuyên về bò gà là nhiều, còn mình thì làm về mực tôm cá này nọ, đồ hải sản. Thì Duy cũng thấy là nước Việt Nam mình từ Nam xuống Bắc là trải dài theo một những cái đường biển rất là dài, mình có ưu thế về biển. Dạ đúng rồi. Món ăn thì về biển lúc nào cũng dồi dào. Nên đó là cái lý do mà Trường mở ra nhà hàng A2 Fish and Chips. Em báo cho anh một tin rất là cấp bách đây, là anh vẫn còn một số lượng fan và còn những người yêu anh rất nhiều trong âm nhạc. Nhưng ngày xưa thì anh có viết nhạc, anh có biểu diễn và anh có ra rất là nhiều video music để đưa đến công chúng, nhưng dạo gần này không thấy anh xuất hiện những sản phẩm đó nữa. Thì khi mà biết là Mạnh Duy sẽ làm cái phóng sự này, Mạnh Duy có hỏi những khán giả của chương trình Sắc Màu Sài Gòn, thì những khán giả đó có hỏi rằng tại sao mà anh Trường lúc này không có thấy xuất hiện những MV nhiều, vẫn có nhưng mà không còn Lâm Trường dạt dào trong âm nhạc, không còn hoạt động sôi nổi nữa. Cái điều này là một câu hỏi rất lớn, em không biết nên hỏi anh như thế nào đây. Trước đây thì mọi người cũng nên hiểu như thế này, mỗi một cái ca sĩ đều đi qua một cái quá trình, một cái giai đoạn để hình thành một cái hình tượng của một ca sĩ, một cái giá trị cho tới ngày hôm nay. Thì cũng Trường nghĩ đó là một cái chu kỳ. Thì những năm trước đây lúc mà Trường tham gia hoạt động thì rất là nhiều những cái sản phẩm, những cái chương trình của Trường được giới thiệu mọi người. Thì cho tới ngày nay Trường vẫn như thế. Nhưng mà quý vị cũng nên hiểu ra một điều là âm nhạc mỗi ngày nó thay đổi. Cái diện mạo âm nhạc Việt Nam mình bây giờ cũng thay đổi. Cách thức mà ca sĩ đến với âm nhạc và thực hiện những cái chiến lược của mình nó cũng thay đổi so với trước đây. Trước đây chẳng hạn như Trường, Phương Thanh, rồi Cẩm Ly, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, rất nhiều ca sĩ trước đây thì mọi người hầu như là tự mình đưa ra những cái chiến lược cho bản thân mình và thực hiện cái chiến lược đó một cách rất là tự nhiên, không có phải cầu kỳ quá, không cần phải có một cái nhóm riêng hay là một cái ekip người quản lý nào như thế nào. Cho nên mọi thứ nó rất là tự nhiên và công chúng cũng đón nhận một cách rất là nồng nhiệt, theo một cách rất là tự nhiên. Còn thời điểm bây giờ thì nó khác rồi. Các bạn cũng thấy rằng các MV hay là các video, hay là nó những cái bài video clip đi, thì khi mà ca sĩ đưa ra đó, họ không còn đưa ra theo cái dạng là một cái album 11, 10 bài, 12 bài nữa, mà họ sẽ đưa ra theo dạng là từng bài. Cứ hễ bài nào họ làm một bài cái họ gửi lên trên mạng, một bài gửi lên trên các truyền thông, một bài để họ giới thiệu, thì đó là cái cách để mà cho cái hình ảnh của họ thường xuyên hơn. Nhưng đối với Trường thì cái cách thức, bởi vì mình đi hát trong vòng 15 năm nay rồi, thì những cái gì Trường làm thì Trường vẫn muốn đầu tư cho nó một cách rất là chỉnh chu. Anh mong sao sẽ mãi mãi luôn được thấy em cười, đôi môi xinh như đóa hoa hồng. Anh mong sao sẽ đến lúc
ta cùng nhau đắm say một tình yêu, một ngôi nhà hạnh phúc, và ta sẽ luôn có nhau. Người yêu ơi, có bao tố phong ba ngày sau không xa lìa nhau. Hẹn lòng từ đây sẽ không khiến em buồn đau. Một ngày thiếu vắng em yêu bên đời, thiếu vắng tiếng nói dòng cười, là ngày trong anh dâng lên nỗi buồn không vui. Thời gian kia trôi đi mau, tình yêu chờ nhau đằng sau, và ta sẽ mãi mãi bên nhau, ngôi nhà hạnh phúc. À, Mạnh Duy còn nhớ vào những năm 90 khi mà những ca khúc nhạc Hoa lại Việt ồ ạt tràn vào Việt Nam và những ca sĩ thời đó cũng hát rất nhiều. Nhưng mà anh Lam Trường vẫn thể hiện được phong cách của mình, có thể nói là người tiên phong trong việc hát những ca khúc Việt Nam của thời đó, cái thời làng sóng xanh vẫn còn. Tới ca khúc như là Tình Thôi Xót Xa, Hoa Tím Ngày Xưa như là anh nói. Cái thời đó là mọi người rất là thích và anh không biết được cái sức ảnh hưởng của anh như thế nào đối với giới trẻ đâu. Tại vì anh không hình dung được đâu, mọi người rất là ngưỡng mộ những chuyện đó. Vậy thì cái khoảng thời gian đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp âm nhạc và đối với con người của Lam Trường? Trường nghĩ đó là cái thời điểm vàng son của con đường âm nhạc của Trường nó riêng. Và Trường nghĩ đó cũng là một cái, có thể mọi người cũng tán thưởng cho đó là một trong những cái gì đại diện cho, tiêu biểu cho nền âm nhạc trẻ mình trong giai đoạn đó. Và tới bây giờ mọi người vẫn yêu thích cái khoảng thời gian đó hơn. Đó là cái niềm vinh, một cái niềm vinh dự, một cái sự hãnh diện riêng bản thân Trường. Cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất là may mắn khi mà mình được trong cái bối cảnh đó. Còn cái sức ảnh hưởng của cái những cái thời điểm đó rõ ràng là có nhiều chuyện lắm Trường chưa từng được nghe qua, nhưng mà Trường chỉ biết rằng rất nhiều khán giả yêu thích những bài hát trong thời điểm đó, giai đoạn đó. Tới bây giờ mọi người vẫn có thể đại khái giống như là bây giờ vẫn còn nghe lại, vẫn còn cái thích, vẫn thích những bài hát đó, trong khi cái tuổi thọ của một ca khúc bây giờ thì chỉ 1 tháng 2 tháng là mọi người đưa nó vào quên lãng rồi, bắt đầu nghe bài mới rồi. Thì đó là một cái sự rõ, thể hiện rõ nét nhất những cái tình cảm khán giả để dành cho âm nhạc nói chung và cho Trường nó riêng trong cái bối cảnh, trong cái thời giai đoạn đó. Anh Lam Trường thân mến, thành công đến với anh, âm nhạc đến với anh rất là tình cờ. Nó tình cờ và nhẹ nhàng cũng giống như con người anh, và những ca từ thật êm đềm của những ca khúc đã làm nên thương hiệu của Lam Trường. Anh có đồng ý với Mạnh Duy rằng thành công trong âm nhạc đến với anh rất là nhẹ nhàng không? Rất là êm ái hết không? May mắn. Mọi người thì nhìn thấy nó êm ái, nhưng mà đối với Trường thì êm ái thì cũng thật sự là êm ái, nhưng mà khó khăn không phải là không có. Đúng rồi. Trước đây thì âm nhạc đến với mọi người, đến với khán giả, đến với ca sĩ rất là tự nhiên, đúng là Duy nói rất là đúng. Trong cái dịp tình cờ Trường thi tiếng hát dành cho người Hoa tại quận 5, đoạt giải trong cái giải thi đó, rồi sau đó thì được trung tâm Kim Lợi mời về để hợp tác chung, xuất hiện trên Băng Mưa Bụi, Tình Đã Bay Xa. Rồi từ đó bắt đầu có sự quan hệ như là các công ty thâu âm khác, ghi âm khác, thâu những cái hợp đồng 200 bài hát trong vòng 1 năm 2 năm, rồi hát ở những cái phòng trà, những cái vũ trường lớn nhất Sài Gòn lúc bây giờ, một đêm Trường hát 8 chỗ. Mọi thứ nó cứ liên tục tế tới, mình rất là tự nhiên. Công nhận đó là một cái điều rất là êm ái, rất là may mắn. Nhưng mà khi mà bắt đầu vào trong công việc rồi thì nó sẽ xuất hiện những cái khó khăn, và chính những cái khó khăn đó nó mà giũa mình, nó rèn luyện cho mình trở nên một ca sĩ có nhiều cái kinh nghiệm hơn, và mình có nhiều cái bản lĩnh hơn trong cái nghề nghiệp của mình. Hôm nay thì nói về cái sự êm ái thì Trường cũng nói qua, quý vị cũng thấy rồi, đó là cái may mắn không phải ai cũng bước vô nghề là được hát liền ở những cái địa điểm, ở những cái nơi nổi tiếng, những cái nơi mà rất là nhiều khán giả đến nghe. Mà Trường là một trong những người may mắn đó, được hát những cái nơi đó, được hát những cái băng video rất là nổi tiếng như bây giờ. Nhưng mà Trường cũng muốn chia sẻ thêm những cái khó khăn, là bởi vì nếu mà không có khó khăn thì không thể nào có một ca sĩ như ngày hôm nay được. Nó rèn luyện cho bản thân mình nhiều lắm. Chẳng hạn như là một đêm thì Trường phải hát 4 bài cho một chỗ, và một chỗ 4 bài và hát 8 chỗ thì là 32 bài. Thì áp lực công việc như Duy thấy, một đêm cứ mỗi đêm phải hát 32 bài. Cách đây khoảng 10 năm trước nhà Trường đã hát mỗi đêm như thế, hát hết năm này sang năm nọ. Cứ thế thì số lượng công việc rất là nhiều, bài hát rất là nhiều. Rất là cực. Bên cạnh đó thì những cái lần mà di chuyển đi xa rồi về, rồi bắt đầu gặp gỡ với fan, rồi tiếp phải phỏng vấn báo chí, rồi quay đài truyền hình gì nước ngoài, áp lực nó cứ dồn lại rất là nhiều. Và đôi khi có những lúc mà Trường đứng trên sân khấu mình cảm thấy rằng mệt mỏi, bởi vì đi quá nhiều,
làm việc quá nhiều, cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà mình đã vượt qua được tất cả những cái đó qua những cái sự đam mê của mình, để rồi mình mài dũa mình tôi luyện mình tốt hơn tới ngày hôm nay. Em dù yêu em hết tâm hồn anh, dù tưởng em trái tim còn đau, dù cho em chẳng mong tình anh. Bỏ anh đi với duyên tình ai, lừa con tim đã yêu mình em, thời gian qua đã đau vì em. Anh Trần thân mến, Mạnh Duy được biết rằng anh vừa mới phát hành album Khi Người Yêu Tôi Khóc. Vậy thì đây là lần đầu tiên anh album nhạc xưa, và những ca khúc này thì cũng đã một thời rất nổi tiếng rồi, như là Ai Về Xuân Tương, Người Yêu Tôi Khóc. Như vậy thì cái ý tưởng nào, cái cảm xúc nào đã đưa anh đến việc phát hành album này? Trước hết thì đầu tiên là bản thân ca khúc đó là những ca khúc rất là đẹp mà Trần rất là yêu thích. Dù muốn dù không, dù nói nó là dòng nhạc nào, hay là nhạc cũ hay nhạc mới, hay nhạc nhanh hay nhạc chậm, tất cả đều phải dựa trên một yếu tố là đó là những cái bài có giai điệu đẹp và hay mà Trần phải yêu thích để mình chọn nó vô trong cái CD của mình làm. Thì CD Người Yêu Tôi Khóc là gồm những ca khúc tình khúc xưa, và những bài hát này nó gắn liền với lại những cái kỷ niệm, những cái hoài niệm, cái tuổi thơ của mình. Nói chung những cái ca khúc mà Trường đưa em vô album lần này, dù muốn dù không gì nó vẫn là những ca khúc mà Trường rất là yêu thích. Đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên phải là những ca khúc mình yêu thích, những ca khúc có giai điệu hay, những ca từ đẹp, có thể nó xưa cũng được, mới cũng được, như thế nào cũng được, nhưng mà nếu mà là bài mà mình không yêu thích thì rất là khó mà để nó thể hiện. Còn về những cái bài hát tình khúc xưa trong album Người Yêu Tôi Khóc, sở dĩ mà Trường chọn album xưa lần này bởi vì nó dính dáng tới những cái hoài niệm của Trường từ cái thời mình thơ ấu hồi nhỏ. Lúc Duy biết nhọng buổi trưa thì hay được các anh chị trong nhà cho ngủ, đi ru ngủ của mình, thì cho ru ngủ bằng cách là đàn hát cho nghe, hoặc là mở máy từ một cái radio, từ cassette cho mình nghe. Những cái bài hát đó nó dính gắn liền với cái tuổi thơ của mình, và tới ngày nay thì những cái hình ảnh nó vẫn rất là đậm nét trong cái ký ức của mình. Cho nên Trường muốn hát lại những cái bài hát đó để nhớ lại những cái khoảng thời gian trước đây mình đã yêu những bài hát nó như thế nào. Bây giờ muốn chia sẻ cái tình cảm lại với công chúng. Đó là lý do là sao mình hát những cái ca khúc tình khúc xưa trong Người Yêu Tôi Khóc. Vì sao ngày xưa lúc mà anh Trường mới định hình cái phong cách âm nhạc của mình thì lại không hát những ca khúc này? Lúc mà mình mới bước vào nghề thì giống như là khó có thể tự quyết định cho mình một cái hướng đi được. Đó là lý do tại sao. Tại vì giống như là có những bài hát trong thời điểm đó luôn, thật sự Trường không thích, nhưng mà khi người nhạc sĩ đưa mình vẫn hát. Có nhiều lý do để hát bài hát đó. Thứ nhất, mình là ca sĩ mới, ca sĩ trẻ, mình không có được nhiều sự lựa chọn. Thứ hai nữa là Trường muốn hát nhiều loại để qua mình sàng lọc qua những cái loại đó, để mình tìm ra được cái loại hình nào, loại ca khúc nào là cái sở trường của mình, để mình lấy đó làm chủ đạo mà là con đường chính để mình đi. Mình phải tìm rất là nhiều cái loại phong cách nhạc. Em có nghe một lời chia sẻ của một người nhạc sĩ nói rằng một người ca sĩ đến một thời điểm nào đó thì giọng hát và phong độ sẽ đạt đến một thời đỉnh cao, có nghĩa là anh ta sẽ hát rất hay. Thì anh nghĩ rằng vào lúc này, thời điểm này, khi mà anh phát hành cái album nhạc xưa này, là giọng hát của anh đạt đến độ chín mùi đó chưa? Rất là khó để mà đánh giá cái hay đó trong ca khúc, bởi vì nó sẽ tùy thuộc theo từng mỗi một con người, mỗi một cái gu thẩm mỹ của một người. Đối với bản thân Trường thì mỗi bài hát nó có một cái sắc thái riêng, khó có thể nào so sánh với nhau. Trong cái album Người Yêu Tôi Khóc này có nhiều bài Trường rất là thích, có một số bài Trường biết rằng mình hát cũng chưa phải là tốt lắm, nhưng không thể nào nói chung cho cả một cái CD được. Độ chín mùi thì nó phụ thuộc vô nhiều về sức khỏe. Cảm nhận của anh đó. Cảm nhận của Trường, album này Trường thích. Trường rất là thích album lần này. Trong loạt những album mà Trường phát hành thì Trường thích album Người Tôi Khóc nè, về đêm lạnh nè, mãi mãi nè, rồi có một ngày, rồi đôi chân thiên thần. Đó là những cái CD mà Trường cảm thấy là mình rất là thích. Ngoài những CD khác cũng thế, nhưng mà số lượng bài thích thì nó không nhiều bằng. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ nói cái hoạt động rất mới của anh hiện nay, đó là đóng phim. Và một cái vai mới nhất của anh là vai Đình Phong trong phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cái cảm giác như thế nào, có sự khác nhau nào giữa đóng phim và đóng MV không? Bởi vì theo Mạnh Duy được biết là Lam Trường là một trong những ca sĩ có rất là nhiều MV thường nhật nhất nhì Việt Nam. Cái chuyện đóng phim và đóng
phim cho âm nhạc và đóng phim truyền hình thì nó có khác nhau. Đương nhiên là khác nhau, bởi vì phim truyền hình phải có lời thoại là cái chắc rồi. Bên cạnh đó là nó phải có một cái mạch diễn xuất liên tục. Cảm xúc của mình nó sẽ thay đổi rất là nhiều, và mình phải diễn xuất nhiều hơn là MV. Thì trên music video thì chỉ có 5 phút thôi. Thì mình đôi khi người đạo diễn, người quay phim, người ta còn lấy hình ảnh của cảnh, phong cảnh, rồi những cái đặc tả, những cái đồ vật rất nhiều, thì chỉ có 5 phút vỏn vẹn thôi, cho nên cũng nhiều lắm. Nhưng mà riêng với phim thì diễn xuất phải nhiều hơn, và hình ảnh tập trung vô sự diễn xuất của mình rất là nhiều. Khi mà tham gia cái phim đầu tiên là phim Nữ Tướng Cướp, là lúc đó là đã cảm thấy rất là hồi hộp, căng thẳng, và cảm thấy mình rất là liều khi mà tham gia một cái lĩnh vực mà đối với mình rất là mới mẻ. Nhưng mà cũng được các anh chị trong đoàn phim cổ vũ rất là nhiều, nói chuyện và cũng khuyến khích để mình có thể mạnh dạn mình tham gia. Đương nhiên là khi mà quay MV á, chơi âm nhạc, thì những cái lần mình diễn xuất chứ âm kính nó cũng tạo cho mình rất nhiều cái cơ hội, những cái điều kiện thuận lợi để mình diễn xuất tốt bên phim, làm quen với âm kính như thế nào. Tại vì như Duy làm trong nghề, Duy cũng thấy là đôi khi xung quanh mình đều là những cái ống kính, ống máy quay, nhưng mà khi mình diễn thì mình không được nhìn vô ống kính, mình phải nhìn vô nhân vật bạn diễn của mình đang diễn. Thì với những cái lần diễn xuất tự nhiên trên MV đó, nó tạo cho trường một cái điều kiện thuận lợi để mà tham gia đóng phim. Chỉ có vấn đề là phải ráng học thoại thôi. Học thoại thì cũng rất là khó. Thoại dài lắm, nhiều khi mà cũng chụp kịch bản dày nè, rất là dày. Mỗi lần đi diễn xa lên trên máy bay là phải xách kịch bản theo, ngồi rồi nhai nhai hết chỗ này chỗ nọ, nhai giống như nhai xin cơm nha chỗ nọ. Thì tới đây là cũng thôi, nhưng mà đến vậy chứ có nhiều khi quay cũng có nhiều lúc nhớ quên thoại nữa đó, rồi chế thoại lum hết, làm kịch người ta phải sửa lại lời thoại. Anh có thể cảm thấy nó thú vị, và anh có nghĩ là mình sẽ tiếp tục đóng phim nữa không? Hy vọng là mình sẽ có một cái dịp để mà tham gia một bộ phim hay nào đó mà mình yêu thích cái kịch bản đó. Bởi vì người nghệ sĩ thì khi mà hát đã bay bổng rồi, thì trong lĩnh vực phim ảnh nó cũng là một cái môi trường rất tốt để mình có thể bay bổng trong cái đó, rồi hát những bài hát trong phim nữa rất là nhiều. Thì đại ca như vậy thôi. Muốn bắt theo lời dây, ôi sao cho vừa. Cần một đôi tay cho ta tìm người ấm mơ. Thật sự bỗng nhận ra em bên ta rồi. Tình em mang cho ta giấc mơ bình yên. Để ta tin vào ngày mới, để thêm yêu vào cuộc sống, và ta sẽ không sợ hãi gì. Dẫu ngoài trời mưa giông, vẫn đi muôn phiền lo lắng. Để yêu thương về cùng nắng, ngày như thế trôi theo tiếng cười. Giờ thì nắng vẫn lên ngang trời. Với tất cả những cuộc trò chuyện của anh em mình từ hồi nãy đến giờ thì mọi người cũng rất mong là Lam Trường sẽ sớm quay trở lại với hình ảnh người ta đã yêu mến anh. Có thể một lời hứa với khán giả rằng anh Lam Trường sẽ có một album gom lại những ca khúc ngày xưa mà được làm mới lại, hoặc là làm sao đó đúng nó rồi, thì quay lại chị thấy có rất là nhiều cách, giống như Duy là gợi ý là làm lại những bài hát xưa. Nhưng mà có điều Trường cũng nhân cơ hội hôm nay là cảm ơn Duy rất là nhiều, và đã cho làm cái câu nói cho Trường với công chúng. Trường cũng muốn là các bạn cũng yên tâm, và Trường cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Trường. Thì trong thời gian tới thì Trường có rất nhiều những cái dự án, dự tính trong âm nhạc, chẳng hạn như sắp tới thì sẽ ra CD Tình Yêu Đánh Mất, rồi những cái MV, rồi CD nhạc Lam Trường Bảo Chứng, chủ đề là Lam Trường và nhạc sĩ Bảo Chứng, rồi những CD hát tình khúc về cha và mẹ. Mọi thứ Trường đều đã lên kế hoạch và đang trong cái giai đoạn là hoàn tất thôi, hoàn thành thôi. Thì Trường nghĩ rằng những cái sự cố gắng mình, thì mong rằng công chúng sẽ nhìn nhận thấy. Nhiều khi cũng cũng cảm thấy khó chịu, là bởi vì mình làm rất là nhiều nhưng mà công chúng không thấy được cái công việc làm của mình, bởi vì có lẽ là cách làm việc của mình chưa có hiệu quả, hoặc là chưa có đi đúng hướng. Nhưng mà trong năm mới này thì sẽ cố gắng thay đổi làm như thế nào cho nó hợp lý hơn. Xin thay mặt cho khán giả của Sắc Màu Sài Gòn, xin cảm ơn anh Lam Trường đã có một buổi nói chuyện rất là cởi mở và chân thành để tất cả khán giả hiểu hơn Lam Trường hiện tại đang như thế nào đối với thị trường âm nhạc của chúng ta. Cảm ơn bạn Duy rất là nhiều, cảm ơn bạn. Và Lam Trường cũng xin gửi lời cảm ơn cũng như là lời chào của Trường đến với khán giả của chương trình Sắc Màu Sài Gòn.
Nói với anh người ơi rằng em đã yêu thương anh bấy lâu. Hãy trao anh nụ hôn tình yêu ban đầu. Nói với anh người ơi rằng em chỉ yêu riêng anh thế thôi. Hãy nói với anh người ơi rằng em rất nhớ. Cảm ơn em người ơi vì em đã cho anh bao đắm say. Cảm ơn em người ơi tình yêu bất tận. Trái tim anh giờ đây ngập trong bao nhiêu đam mê ước mơ. Hãy đến bên anh người ơi trọn đời em nhé. Ấm áp mặt môi nụ cười tôi sẽ thương đánh cất trái tim anh rồi. Em biết không, muốn nói với em bao điều. Người dấu yêu, tình yêu anh trao về em là mãi mãi suốt đời em ơi. Cuộc trò chuyện cùng ca sĩ Lam Trường cũng đã kết thúc chương trình Sắc Màu Sài Gòn kỳ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin vui lòng gửi về địa chỉ VTC6 Sài Gòn Channel, chương trình Sắc Màu Sài Gòn, số 260 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc địa chỉ mail sắc màu sài gòn@sài gòn channel.com. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.